Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi làm về cái review về con hàng Patrick Leivert giải Icon. Đi xem mùa này Leivert sẽ đấu như thế nào. Hồ sơ thì có 2 chân 5 năm, ngon cho một tiền đạo. Tốc độ tăng tốc 111-112, dứt điểm 113, phút 109, phút sau 112. Dứt điểm là khá khét đấy, chọn vị trí 113. Đường ngắn 98, tầm nhìn 90, xoáy 100. Xoáy chỉ số này có vẻ là chưa cao lắm. Léo 110, thăng bằng 113, mạnh 108, đối với hành chấp cũng khá ổn. Hình thể chất thì cao 1m88, 78 cân trên trung bình. Hình cũng được đấy. Đánh đầu 114, nhảy 115, chỉ số không chiến khá cao, không biết trong game thế như thế nào. Tỉnh 105, danh tiếng siêu sao. Tốc ẩn thì có xuất xa, mà tốc độ, đánh đầu mạnh, bóng. Mày cát lại vớt đâu rồi? Anh đã lên, đã thấy anh ấy, đã thấy anh ấy. Vớt đầu tiên của tiền đạo người Hà Lan. Rồi và đập nhã giữa Leivert và Reuner. Tên Leivert ơi. Đúng rồi. Đáng tiếc cho Leivert vẫn còn. Đấy, Leivert Leivert ơi. Rồi, quá tốt. Rô Leivert, một cú sút mà làm mình liên tưởng đến game Super Sa. Không có đỡ được cũng như không thôi. Quá bạn ơi. Còn cách làm quả nào. Rồi, bây giờ hai ông CB có hay lao lên tự tắt bóng. Gần phát. Quá bén. Bớt rồi nơ. Cú lít. Cách thăm. Đầu anh bớt, đầu anh bớt đây. Rồi. Phải vậy chứ. Thì nó chọt cho Leivert mà. Ngoài có vậy chứ. Đối với chuyện rất nhạy cảm của Patrick Leivert. Patrick Leivert. Rồi xong. Được là hàng giá. Leivert.
Ôi đất không kìa. Một cái góc không hề đơn giản luôn nhưng mà lại đánh đầu rất là hiểm. Hai vớt. Đấy. Cô lại vớt đúng rồi. Hai. Hai đúng rồi. Quá. Tốt. Quá rồi. Reverse sẽ không thể bỏ lỡ những cơ hội kiểu như thế này. Sau khi trải nghiệm con hàng Patrick Reverse mùa giải Icon, mình có một số nhận xét như sau. Về khoảng tốc độ thì Patrick Reverse ở mức khá. Tuy nhiên thì về mặt tăng tốc là chưa sự ấn tượng lắm. Vẫn cần một chút thời gian để cho Clivert có thể đạt được tốc độ tối đa của mình. Về mặt xoay sở thì với thể hình cao to 1m88 và thể hình trung bình, Clivert xoay sở sẽ không được mượt lắm. Tốc độ bẻ hướng các thứ sẽ hơi chậm một chút và có nhiều nhịp khớp khi xoay sở. Về mặt A di chuyển, mình thấy con hàng này khả năng chạy chỗ ở mức khá. Tuy nhiên thì tốc độ lẻn ra sau lưng hàng thủ đội bạn thì mình nhận thấy là chưa ổn định lắm, tức là có lúc thì con hàng này sẽ chủ động chạy ra phía sau rất là nhanh, mà đôi lúc thì lại chậm một chút và khiến cho mình phải đan banh trong một khoảng thời gian nữa thì con hàng lại mới chủ động chạy xuống. Về mặt tranh chấp, mình nhận thấy con hàng này tranh chấp ở mức khá. Tuy nhiên thì với 78 cân thì nếu gặp những CB cao to có thể hình tốt thì Clivert vẫn có thể bị đẩy. Về mặt dứt điểm thì mình thấy con hàng này dứt điểm rất bén trong vòng cấm, hầu như là có cơ hội tốt thì anh lều ghi bàn cả. Tuy nhiên thì tỷ lệ cột xà của Patrick Clivert là mình thấy tương đối cũng cao đấy. Trong quá trình trải nghiệm thì ít nhất là tới có 3-4 quả là mình sút trúng sàn ngang một cục dọc. Khả năng ZD của Clivert thì mình thấy ở mức bình thường, chung là vừa đủ thôi, vừa đủ để anh em sử dụng. Về mặt không chiến thì khả năng chọn vị trí của Clivert mình thấy là khá là ổn áp. Được bóng từ những pha lắc đầu của tiền đạo Hà Lan thì căng. Tuy nhiên thì độ ổn định về tính sát thương á thì lại chưa được ổn định lắm, nghĩa là đôi khi quỹ đạo bóng đi chưa đủ hiểm để có thể hạ gục thủ môn. Nói chung thì về khoảng đánh đầu thì mình thấy là nó chưa tương xứng với chỉ số lắm trong một số tình huống. Về mặt trường trọt thì theo mình là ổn áp cho anh em sử dụng để phối hợp với đồng đội. Và đó là bài review của mình về Patrick Clivert của giải Icon. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.